Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với công ty Anh Minh Tuyền. Hôm nay thì có mặt tại xưởng cơ khí để bàn giao một chiếc máy bóc vỏ lạc về Hà Nội, Hoài Đức, Hà Nội. Máy này là chuyên bóc vỏ làm lạc giống và có thể phân loại cho anh Bình ở Hoài Đức, Hà Nội. Anh em nào có nhu cầu mua máy thì có thể đến đó tại Hoài Đức, Hà Nội gặp anh Bình để xem và kiểm tra máy, xem tình trạng máy thực tế nó hoạt động như thế nào. Đấy. Anh em cứ đến tại số điện thoại trên thì là gặp anh Đức, là lát nữa em sẽ gửi số điện thoại của khách ở trên phần mô tả thì anh em có thể để coi, để tham khảo. Địa chỉ của công ty là ở 67 Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại là 0354 715 098.